Đã bao giờ bạn tự hỏi Hà Nội có gì đặc biệt? Đối với tôi, Hà Nội đơn giản là nơi vòng quay cuộc sống đã, đang rồi sẽ tiếp diễn như một định luật quen thuộc, khô khan và nhàm chán. Tôi hay Hà Nội cũng vậy, không có thời gian dừng lại để tự hỏi mọi thứ xung quanh đang trôi qua như thế nào sau lớp bụi bặm ồn ào hờ hững kia. Một ngày như mọi ngày rồi lại đến. Hà Nội nhiều khi lạnh lùng đến sợ. Bạn bè, mọi người hay chính tôi từ lâu đã quên mất cách giải chia, trò chuyện. Dừng chân nơi đâu từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm niềm tin yêu dù cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc lặng thầm vương lên mái tóc phố vắng anh đưa em đi quên. Tôi đến phát mệt với những sự tạp nham bon chen ở thành phố này. Đúng là Hà Nội. Rồi mọi chuyện thay đổi vào một ngày. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cây sét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lỡ. Đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, tan nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào anh tuổi thơ ngây. Thank you.
Hà Nội thật giống tách cà phê mà tôi lần đầu thử. Đắng chát ngay lúc đầu, nhưng khi chậm lại và nhâm nhi nó, tôi bỗng giật mình nhận ra vị đậm đà, quyến rũ thật đặc biệt nơi thủ đô mà lâu nay mình đã vô tâm bỏ lỡ. Hà Nội cần được người ta thưởng thức ở một ánh nhìn khác, một tâm thế khác. Hóa ra chất Hà Nội vẫn là như thế, vẫn đẹp như trong những giai điệu quen thuộc người ta thường hát. Chỉ có điều lòng người còn đủ kiên nhẫn thưởng thức vẻ đẹp ấy hay không thôi. Đúng là Hà Nội của tôi. Một cảm giác lòng chợt nhớ.